Chào các bạn, hôm trước mình có nói với các bạn cái đất mà mình nuôi vi sinh ở trong cái thùng nuôi giun này này, hai cái xô. Video nó dài quá, hôm nay mình xin bổ sung cho các bạn nhé. Thì đây là cái thùng bằng nhựa người ta nuôi giun, thì tất cả nó có lỗ thoát khí này này. Đấy, ở bên dưới nó có lỗ thoát nước luôn. Đầu tiên là các bạn làm đất á, thì các bạn sẽ bỏ cái đất trong chậu, đất bỏ tính mix hay là cái đất các bạn mua trong bao đó. Đấy, các bạn đổ vào đây. Sau đó là các bạn có thể trộn với sơ dừa. Một số bạn có hỏi mình là cái đất mà sơ dừa nó bị cằn cỗi mà làm sao để xử lý. Nếu mà các bạn gặp trường hợp như vậy, các bạn đổ vào đây trộn vào đây. Rồi các bạn ra vườn cái chỗ nào mà đất nó có nhiều giun á, hay là nó có giun, hay đất tốt thì nó có trứng giun ở trong nó sẵn rồi. Các bạn đổ vào đây các bạn làm mồi. Thì giun về sau là nó sẽ tự nó sinh sôi nó ra. Rồi các bạn sẽ luộc khoai tây các bạn bỏ vô. Tưới nước vô, rồi các bạn đậy lại. Thì sau này nó tự động nó sẽ ẩm thấp vào trong này. Rồi các bạn đậy nắp lại. Rồi lâu lâu các bạn cho nó ăn khoai tây luộc á. Thì cái đất này rất là tốt. Các bạn có thể bỏ một chút xíu cỏ cũng được. Đặc biệt khi các bạn cho mà làm đồ ăn ấy các bạn không có nên cho nhiều. Các bạn cho ít thôi. Nó sẽ ăn từ từ. Đấy, bởi vì nó phải có cái chỗ ăn và cái chỗ ngủ nhá. Mình hiểu nôm na như thế. Thì các bạn có thể bỏ rải rác thì nó có chỗ nó ăn thì có chỗ nó ngủ. Đấy rồi thì khi mà các bạn thấy mà nó tốt rồi đó, nhìn cái màu đất này, mấy cái độ ẩm của nó. Đấy, như các bạn nhìn thấy không? Mấy cái lá này, mấy cái thực vật này này, cỏ này này, các thứ đấy. Những cái này nó rất là tốt, từ từ nó sẽ mọc ra. Là các bạn dùng để các bạn ươm hạt nhé. Ươm cái gì cũng được, nói tóm lại là các bạn dùng để ươm hoặc là các bạn lấy ra trồng thì càng tốt. Là quá tốt luôn. Đấy thì bây giờ mình hôm trước mình có cắm mấy cái củ hành cho các bạn đây này. Đấy bình thường ấy thì nó rất là dễ, nhưng mà có những lúc mà nó khó trồng, nhiệt độ hay là này kia, những điều kiện các bạn không có thể ươm một cách tự nhiên ở ngoài được, thì các bạn bỏ vào đây nó rất là nhanh. Khi các bạn cái giai đoạn đầu mà ươm hạt hay là ươm cái gì đó, các bạn không có cần ánh sáng, các bạn cắm cái củ hành vào đây hay là cái gì cũng được, đồ ươm các bạn đậy lại, các bạn đậy lại để cho nó phát triển cái bộ rễ trước. Mình cần 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 cái bộ rễ. Khi mà các bạn thấy nó nhú lên á, nhú lên được những cái mầm này này, thì có nghĩa là rễ nó cũng đồng thời nó phát triển. Thì mình sẽ để cái nắp nó như vậy để cho nó nửa sáng nửa tối thôi. Đấy, để các bạn để cho nó 1 2 ngày. Đấy rồi các bạn lấy ra, các bạn bỏ xuống đất trồng nhé. Đấy, nếu như các bạn mà làm nhiều cái đất này á thì các bạn lấy các bạn trồng luôn thì nó rất là tốt. Đây này các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình ươm ra để các bạn thấy đây này. Khi mà rễ mà nó tốt á, có nghĩa là cái đất của các bạn nó tốt. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì cái rễ này chính là cái mà để đi tìm cái nguồn thức ăn. Cái rễ trắng này này, khi mà đất thức ăn nó càng giàu á thì cái rễ này nó sẽ càng nhiều để nó phát triển, nó đi tìm thức ăn để nó nuôi cho cái cây. Đó là lý do tại sao mà cái rễ ở đây nó lớn mạnh là như vậy. Đấy, mình để nghiêng thì nó hơi không có được ấy. Đây này các bạn nhìn cái này bị nghiêng không, nó cũng vòng xuống, nó cũng vòng xuống các bạn. Đấy, nó cũng lớn mạnh lắm này, thì các bạn thấy không? Đấy, bởi vì là mình chỉ có cái thùng này thôi, mình làm đất ở ngoài nữa, cho nên là mình bỏ hết vào đây, mình đi mà làm một lượt luôn. Bởi vì hôm trước mình có làm cái này, mình nói cũng hơi không có được rõ, có một số bạn không hiểu. Đây dễ này. Đấy, các bạn trồng cây nhá, bất cứ một cái cây gì các bạn cần nhất là cái bộ rễ của nó. Cái phần trên các bạn không quan trọng, phần trên nó có thể lớn chậm hơn người ta hoặc là có thể là nó nhanh hơn người ta. Các bạn đừng có vội mừng mà cũng đừng có vội buồn. Quan trọng nhất là cái bộ rễ, các bạn phải tập trung tất cả các cây là phải nằm ở cái bộ rễ. Mà cái bộ rễ tốt á là cái đất của các bạn nó phải tốt. Mà các đoạn đất mà càng về lâu về dài đó thì nó sẽ càng xấu. Trong thiên nhiên á thì khi khi mà cây mà nó ra trái thì nó sẽ rụng xuống,
Đấy, những con vật hay là con chim này kia nó chỉ ăn một vài trái thôi, nó không ăn hết. Còn mình là mình hái hết, mình đem ra chợ mình bán. Thì là các bạn đem hết chất ở dưới đất các bạn lấy ra. Rồi cành lá các bạn tỉa các bạn bỏ đi, các bạn không có trả lại đất. Cho nên là càng ngày về lâu về dài thì cái đất của các bạn nó sẽ bị chai. Nó bị mất đi cái những cái chất mà người ta gọi là chất khoáng hay là dưỡng chất này kia. Đấy là lý do tại sao mà người ta phải bổ sung thêm những cái chất. Nhưng mà các bạn phải sử dụng cái chất ở trong tự nhiên nha các bạn. Còn nếu như các bạn dùng hóa học các bạn bỏ xuống thì nó chỉ làm hại thêm thôi. Có thể nó được một số lúc đầu thì các bạn thấy cây nó tốt, nhưng càng về lâu càng dài thì các bạn sẽ càng phụ thuộc vào cái gọi là cái công nghiệp về phân bón đó các bạn. Nó vừa không tốt cho cái người trồng mà vừa không tốt cho cái người ăn, người mua đó các bạn. Là các bạn thấy đấy. Hôm qua hôm kia là nó đã mạnh rồi. Nhưng mà mình chưa có làm video cho các bạn được. Hai cái củ này thì nó hôm trước là nó đã bị èo uột rồi. Cái củ của nó đã ủ èo uột sẵn rồi thì mình kệ nó luôn đi. Nếu mà nó mục thì là mình cho nó làm phân luôn. Đấy, sau khi các bạn ươm xong thì các bạn lại đậy lại. Đậy lại thì mình cẩn thận ấy, mình bỏ một cái miếng vải hay là cái gì các bạn bỏ lên đây để cho nó yên tâm. Đấy. Đấy các bạn làm như vậy là ở trong là cái vi sinh rất mạnh. Tốt vô cùng. Đây cái hành nhà các bạn hôm trước là mình quay phim cho các bạn ấy. Nó ngắn ấy mà mình để 1 2 hôm mà nó đã cao vút rồi này. Đấy cái này cũng nhờ vào cái một phần là cái rễ, cái thứ hai là cũng nhờ vào nhiệt độ môi trường cái thời tiết đấy các bạn. Nó thuận lợi nó dễ trồng lắm. Bây giờ mình bỏ cái này xuống nhá. Để mình trồng để cho nó xong một cái chu trình đi. Cái này là mình cũng chưa đem ra ngoài, mình vẫn để trong nhà các bạn. Trong trong sân nhà mình như này. Ở Melbourne, Úc ấy các bạn, mùa xuân nó là bắt đầu từ tháng 9. Đấy, ở Việt Nam hay là ở những chỗ khác có thể nó khác. Nhưng ở đây nó là bắt đầu mùa xuân là tháng 9. Đấy, Noel thì là vào mùa hè. Nhưng mà năm nay tháng 9 thì nó rất là lạnh. Mình cũng đã trồng hành từ lâu rồi nhưng mà không được. Thứ hai là cái lượng mưa nó rất nhiều bởi vì cái khí hậu bây giờ nó bị biến đổi đó các bạn. Là rất là nhiều nơi nó bị ảnh hưởng. Đây, cái chỗ này nó thiếu một cái tí đất rồi các bạn. Không biết là con gì nó đào lên. Đấy, mình lấy cái đất mà ở trong cái thùng nuôi vi sinh với giun đấy các bạn. Những con giun đây là hay là con này con kia ấy là những con mình nhìn thấy đấy các bạn. Còn vi sinh hay là mình có thể gọi là vi khuẩn cũng được. Hay virus. Là những con mình không thấy. Nhưng mà mình có thể nhìn thấy bằng cái cách là mình trồng cây mà thấy nó tốt. Đấy là trong tự nhiên nó đã như vậy rồi. Nên mình làm cái này là mình chỉ có thuận theo tự nhiên thôi. Chứ mình không có phát minh cái gì mới hết á. Bây giờ người ta phát minh ra nhiều cái mới lắm mà mình dùng không được. Đấy mình chỉ tưới một tí xíu rồi thôi. Không cần tưới nhiều. Còn mấy củ hành như này các bạn. Đấy bây giờ mình sẽ đem mình trồng một cái chỗ kia. Cái hành là hành hương các bạn. Rất là thơm. Cái lá nó cũng thơm. Để các bạn làm đồ ăn thì biết rồi. Cái củ của nó nếu mà ra được củ thì càng tốt, mình lấy giống luôn. Hôm trước mình trồng cái hành tây trong kia mà nó bị mấy con đen đen nó cắn ấy. Đấy mình bỏ đi hết rồi, mình nhổ luôn. Cái đất này các bạn, mình cũng chôn toàn bộ là phân tổng hợp hết, là rau củ quả. Ví dụ như các bạn cắt trái cây, các bạn bỏ vỏ hay là làm rau này kia. Các bạn là bỏ hết vào cái thùng các bạn ngâm, rồi các bạn đổ nước dưa cho. Hoặc là men vi sinh gì đó, nước dưa cũng là một loại men vi sinh nhé các bạn. Đó. Là các bạn bỏ vô, nếu mà nó hôi thì các bạn bỏ nhiều lên, đến khi nào mà nó nhân nó đầy một cái thùng đó mà nó toàn là giống như là dưa muối nó vàng đó các bạn, là có nghĩa là nó chín rồi.
Đấy, nó chín thì các bạn cứ tưởng tượng là dưa muối mà chín là mình ăn được, thì có nghĩa là những cái đó là nó cũng ăn được. Bỏ xuống giun rồi vi sinh ở dưới đất nó giải quyết hết. Còn ở dưới ở đây, đây là cái đám húng quế nha các bạn. Húng quế đây này. Bây giờ mình trồng lên đây để mình ăn gia đình thôi. Ở dưới này toàn bộ là phân tổng hợp hết. Đấy, có duy nhất cái ngò gai này này. Thì ở dưới mình đã có phân tổng hợp rồi, nhưng mà ở bên phần trên á mình có dắt thêm cái phân bò rồi. Một chút xíu cái phân bò. Cái ngò gai này nó rất là thích phân bò. Đấy, còn nếu các bạn không có phân bò không sao ấy. Các bạn chỉ cần phân tổng hợp rau củ quả là các bạn ngâm. Đấy là đủ dư sức này. Đấy, các bạn chôn dưới đất là rất là tốt. Nó tốt cho đất luôn. Mà nếu các bạn trồng cây ấy, thì cái hương vị của nó rất là ngon. Các bạn nhìn cây là khoái nhất là cái bộ rễ này này. Hôm trước là mình có phủ cái lá khô đó các bạn. Đấy, mình phủ hết vào đây. Đấy, bây giờ là cái giữ ẩm. Cái thứ hai là các bạn nhìn cái màu đất ấy. Nó màu nó đen. Nó đen mà đen đen mà nó tơi xốp á. Đấy là cái đất ấy nó rất là tốt. Còn cái đất mà mình nhìn nó cằn cỗi là mình nhìn nó biết ngay. Thì các bạn trồng cây nó không có tốt đâu. Bởi vì nó không có chất, không có dinh dưỡng. Cái hành này bây giờ các bạn muốn ăn là các bạn ra là hái vào ăn cái gì cũng được. Buổi sáng mà ví dụ các bạn ăn mì, các bạn ra các bạn hái mấy cọng bỏ vô rất là thơm. Hoặc là ăn những cái gì mà cần hành. Đây là có hai củ hành hôm trước mình có hạ đây này. Mình cắm vào cái chậu này để cho nó thí nghiệm, mình trồng trong chậu luôn. Vừa chậu vừa đất, trồng hai củ chơi. Đấy, các bạn thấy lá này này, tùm luôn. Nhìn rất là thích mắt. Đấy, như vậy trồng cây là xong rồi. Đây là cái cây đậu đũa này, này. Đấy, mình có ươm lên. Cái cây khổ qua này nó mọc, nó tự mọc các bạn. Thế mình cũng lấy ra, mình bỏ vào chậu rồi mình giăng cái dây đại này này này. Nó lên cũng được, ok. Ở dưới là mình cũng tẩm phân tổng hợp ở dưới đất á, mình chôn xuống đất để cái rễ nó sẽ đi tìm đồ ăn, nó sẽ chui xuống. Cái ngò gai hôm qua mình có tỉa đây này, mình có tỉa lá bớt để cho nó mọc sẵn tiện này, cái ngò gai này nhé. Các bạn mà muốn thu hoạch đấy, các bạn phải phải vén nó sang một bên đây này, các bạn tước nó ra, tước nó ra các bạn thu hoạch nhé. Hôm qua là mình làm hết cái bên kia rồi, đây, cái bên này nó còn một đống này. Còn cái góc này là cái góc gừng. Đấy, gừng ở Melbourne trồng rất là khó các bạn. Khó vô cùng luôn. Đấy, mình thí nghiệm cũng nhiều năm này. Mà năm năm ngoái là mình đã ok rồi. Đất này các bạn phải trộn nhiều thực vật rồi. Trộn cỏ, trộn phân tổng hợp. Các bạn để đó. Để cho nó thật tốt thì tự nó bục ra. Rồi các bạn lấy lá khô hay cỏ các bạn phủ lên trên mặt. Các bạn tưới nước ẩm đều. Rồi các bạn lấy cái củ gừng các bạn muốn trồng ở những cái chỗ mà như mình mà nó hơi lạnh lạnh ấy nha. Còn xứ nóng là nó dễ trồng lắm. Thì các bạn lấy cái củ gừng phải thật bự, càng bự càng tốt. Các bạn cắt nhỏ ra nó không tốt bằng cái củ bự. Rồi các bạn làm sao mà để cho nó ra mầm. Nếu như các bạn ươm giống như mình vừa mới nói đó. Ươm cho nó ra mầm ra rễ đi. Các bạn bỏ xuống đây. Đấy, có một số người thì người ta có sử dụng lá gừng. Đấy, để người ta làm nấu nướng hoặc là người ta làm cái gì đó mình không biết. Còn cái củ á, năm ngoái mình trồng là có củ luôn. Đấy, mình đào lên rất là nhiều củ. Nhưng mà mình không ăn, mình lại bỏ xuống mình lại trồng luôn. Kệ nó mọc cái nào nó mọc. Thì mình có đọc mà cái cách mà hướng dẫn người ta trồng gừng ở Úc ấy. Thì các bạn là cái đất nó phải màu mỡ là một, tơi xốp là hai. Đấy, màu mỡ thì dễ rồi. Các bạn chỉ cần cỏ, thực vật, rau, rồi phân tổng hợp. Tơi xốp thì nó sẽ tự động nó tơi xốp nếu như các bạn có nhiều những cái lá vàng. À, cái tiếng Anh thì nó gọi là brown stuff. Nhưng mà nó cái tên gọi nó chỉ là cái tên người ta đặt thôi. Các bạn trộn lá vàng vô hoặc là các bạn phủ lên là tự động nó sẽ tơi xốp. Rồi các bạn tưới nước. Nhưng mà tưới nước thì nó lại có cái cách tưới khác nhau. Một là các bạn dùng vòi các bạn xịt. Hai là các bạn sẽ tưới phun sương. Tưới phun sương là tại sao? Là nó sẽ dễ thẩm thấu, nó sẽ thích, rất là thích cái lá đó các bạn, giống như là nó massage đấy. Đấy, nó rất là thích cái tưới phun sương. Tưới phun sương thì mình ở trên này mình có gắn cái dàn phun sương đây này. Đấy, hẹn giờ thì cứ đến giờ là tự nó tưới. Ấy sương nó cứ
phun ra từ từ. Đấy thì các bạn phải nhắm làm sao nó trúng vào cái chỗ mà xương nó xuống đấy. Đấy thì các bạn trồng gừng ở Melbourne thì là các bạn trồng được. Và đương nhiên là phải trong nhà kính rồi. Còn một số bạn trồng ở ngoài thì mình không biết là nhà có thể khuất gió hay là những góc nào, nhưng mà nếu mà các bạn muốn trồng mà theo ý định của mình ấy, thì các bạn nên trồng ở nhà kính, ở những cái chỗ mà khí hậu nó không được thuận lợi. Rồi, trước khi kết thúc cái video thì mình cũng giới thiệu các bạn luôn, cái bên này là mình có trồng cái cây dọc mùng, người Bắc gọi dọc mùng, còn hay là còn gọi là cây bạc hà đó các bạn. Đây cái đất này các bạn là cái đất là mình làm vườn đấy, mình đào lên là nó toàn là đất sét thôi, đất sét mà trồng cây không được, nó khó lắm. Mình đã cải tạo nó bằng cái cách là các bạn bỏ rất là nhiều cỏ mấy thực vật, lá cây rồi tất cả những cái gì thực vật các bạn chôn thật nhiều xuống đấy, một nửa cái này là đất sét, hơn một nửa luôn là các bạn đổ, còn lại là toàn là lá cây không. Rồi để một năm sau rồi các bạn tự động quên đi rồi nó sẽ mục. Đấy, ở trên thì mình cũng có tưới nước, đây có cái cửa sổ là nhìn ra là toàn là bạc hà thôi. Đấy chiều nay mình có thể mình sẽ nấu canh chua. Đấy, hôm trước mình cũng mới đi mình sưu tầm được 4 cái sâu đậu nành, mình chưa có làm, chưa có đụng tới được, mấy hôm nay bận. Cái video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.